Bảo anh chào nhà nha. Đầu video chú cả nhà và cô bác gần xa anh xem đồ Bảo nha. Hôm nay cả nhà cục Bảo tiếp tục trải nghiệm buổi thăm mới gắn cục Bảo cả nhà. Đây, theo vườn này nha. Bảo vừa mới đến luôn cả nhà. Giờ thăm vào trong vườn này trước cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng theo chân Bảo tiếp tục trải nghiệm buổi thăm mới gắn hôm nay nha. Đây, thăm cái đầu tiên luôn cả nhà. Đây. Để vỏ đi. Cúi rồi nha, hiểu luôn nha, ôi chuột không, chết chuột luôn ở nhà ơi. Cái đầu tiên không được may mắn này, cái kế tiếp luôn ở nhà đây không được may mắn này, chết chuột luôn. Cúi rồi, cọc luôn ở nhà ơi. Rồi chết chuột luôn luôn cả nhà. Hai cái đó không được may mắn này, đậu chết chuột không. Em mới này thì nắng quá cả nhà, dễ chết. Ui nặng nặng à cả nhà ơi. Ui, có đẹp đậu luôn rồi. Hành ô hành quả luôn, ngon lành chết vậy ta, sống không nhà, còn sống cả nhà ơi. Không biết còn sống không nữa. Nhờ lấy ra cả nhà ơi. Để cả nhà. Kẹt đầu rồi. Nhưng sống không nữa. Đây. Đây còn sống nhỉ, không có dịch, dịch. Không có kẹt cái đầu rồi. Kẹt cái đầu đây cả nhà. Vô kẹt đầu cả nhà ơi. Đây sản phẩm đầu tiên cả nhà ơi, còn sống hên quá, cũng được ba ông làng cả nhà sản phẩm đầu tiên cả nhà ơi. Nó đã được ba ông lạng vậy này, không dễ đi là chết luôn cả nhà, tại vì kẹt đầu quá, kẹt đầu thì dễ chết. Tiếp tục cái tiếp cả nhà. Dạ. Ui. Rồi nhà hiệu luôn. Rồi còn chuột cả nhà ơi. Cái này phọc rồi. Dạ. Ui. Rồi nhà heo luôn cả nhà ơi. Học luôn. Rồi gắn mối. Ơi trời. Xin gắn mối cả nhà ơi. Bó tài luôn. Chết chuột luôn cả nhà. Sáng đoàn chết chuột không cả nhà ơi. Dính lên con cổ hành nè. Chắc đây có lỗ đèn chuột của cả nhà ơi. Ui, rồi lóc luôn. Chết chuột nữa cả nhà ơi. Tiếp tục luôn cả nhà. Ui. Ui, trời không ngựa cả nhà ơi. Không ngựa, không ngựa. Nó cũng vừa chúng bự. Nhỏ cả nhà, có 300g được, nên xử lý nữa cả nhà. Cả nhà không được cả nhà,
300 gram được. Không được lắm nha ơi. Tiếp tục luôn cả nhà ơi. Cho họ dính hoa hành mini rồi cả nhà, nó có dính không? Trời ơi. Kỳ ta. Bị gì đè ta? Bị gì đè sập lép lòng vậy trời. Nè cả nhà. Chắc ai dục con cây gì vô đây quá. Trời, xong luôn. Tiếp tục luôn ở nhà. Ui. Rồi, học luôn ở nhà ơi. Rồi, gắn mối nữa cả nhà ơi. Trời ơi. Còn chuột luôn. Gắn mối vô năng nè. Cái gì vậy ta? Gắn mối nữa cả nhà. Đó đó. Còn chuột trong đây luôn nè. Tiếp tục luôn cả nhà ơi. Khui. Thọc luôn cả nhà ơi. Chết chuột luôn. Chết chuột không vậy ta? Nó lỗ đèn chuột cả nhà ơi. Rồi, có cái cuối cùng luôn cả nhà ơi. Sáng ngày được con không ngựa gỗ hành nữa nha. Chết chuột quá trời cả nhà ơi. Này lỗ đèn chuột rồi. Cái cuối này mới có may mắn được xem con nào nữa không nè. Kỳ với ta. Sao bạn ai dở lọc vậy? Ồ dính cái nhà, con heo con heo. Con heo cả nhà ơi. Ngon lành bự đây. Ôi con này cũng còn nửa ký được cả nhà. Ngon ngon ngon. Đây nha, cái cuối cùng là con heo cả nhà ơi. Ngon lành. Còn là nửa ký được cả nhà. Đây nha, em lấy bên đây cả nhà.
nguyên lồng chuột sáng em đem theo cả nhà, còn được hai con à. Cái nào cũng chết chuột trơn cả nhà ơi. Được có con heo, con hổ ngựa, con hành, con ngựa, đang còn được con hổ heo. Cả nhà. Ôi, hơn nửa ký rồi cả nhà ơi. Này cả nhà, bá luôn cả nhà. Ui nó ỉa luôn. Này cả nhà. Bá luôn nè. Mèo. Còn hơn nửa ký cả nhà. Giỡn đâu nha. Quá đã cả nhà. Ui. Quá ngắt bảo luôn nè. Con nó ỉa lum chứ. Nè không cả nhà, bự nè. Ngon lành. Cái cuối cùng quá đã. Giờ hực luôn đó nha. Giờ thon luôn. Ngon lành. Cái cuối cùng con heo là ngon cả nha. Con này hơn nửa ký chắc luôn á. Chà bá luôn nè. Vô. Ngon lành. Có đã cả nhà. Có thể cho bá luôn nha. Đây thu hoạch sáng giờ của mình nữa nha. Đừng con hổ ngựa, con heo, nhưng con hành cả nhà ơi. Giờ xin tạm ngưng video luôn cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay, đừng quên cho bỏ một like, chia sẻ và ký kênh ủng hộ nha nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Giờ thay chùa đặt lại cái mình về cả nhà ơi. Cũng được cả nhà ơi. Cái cuối cùng là con ống hèo cũng đỡ, đỡ lỗ đèn chuột. Sáng nhà thăm đó nha, toàn chết chuột không. Nguyên lồng chuột mình đem theo luôn cả nhà, còn được hai con à. Hai trơn rồi.